facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Hello anh em. Alo. Lô lô lô. Ok, mic nghe rõ. Hôm nọ thì mình đã nói rồi, mình bị hỏng cái bàn phím được tặng kèm theo máy, cái phím của Ariel hay Neora gì đấy. Phải mất bàn phím hay phải mua bàn phím mới để phụ công việc, không có bàn phím thì không làm việc được. Thế là hôm nay mình sẽ đập phục chiếc bàn phím mình mới mua, vừa rồi chọn dùng dành cả buổi chiều để chọn, cuối cùng cũng chọn được một chiếc bàn phím. À, từ từ đã, đặt thêm một cái máy nữa, đặt thêm điện thoại, một góc quay điện thoại nữa. Quay gõ số 4. Thank you.
zoom cái smart, một smart 4 để quay góc này, này dọc. Đây được rồi, uống một cốc cà phê đã. Công việc mình cần tập trung nên mình hay uống cà phê. Mình bắt đầu bóc nha. Đố mọi người biết mình chọn bàn phím gì. Mình mua tại PNC Store. Đúng rồi nhỉ? Đúng rồi, PNC Store ở địa chỉ là quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mình thì hay xem mấy ông này review, nói chung cũng thấy uy tín, vào web cũng thấy uy tín, cho nên là mình đặt mua. Đây, nhân vật chính đây rồi. Bọc rất cẩn thận. Rồi chuyện mọi người, mình chọn cả chiều rồi cuối cùng mình đã quyết định chọn là chiếc bàn phím của Asus Scope NX TKL Online White. Hơi kể tiếng Anh nhưng mà cũng biết là nó Anh trăng gì gì đó. Đây nha mọi người nha. Rất là đẹp. Cái này hình như đã được mang ra kỳ kiểm tra thì phải. Nhưng không sao. Quá đẹp. Bàn phím này là của hãng Asus ROG NX LED. À, LED gì? Z đúng không? Asus là một thương hiệu của Đài Loan, một cái thương hiệu điện tử Đài Loan rất là nổi tiếng. Đẹp quá. Sau một hồi đắn đo thì mình quyết định là mình chọn bàn phím có dây, tại vì mình không có nhu cầu để di chuyển đi lại ra ngoài. Tốt nhất là chọn bàn phím có dây mọi người, tại vì là cái tín hiệu truyền sẽ ổn định hơn. Đấy, mình cũng không xác định là mình dùng để nó để linh động di chuyển, cho nên là mình không mua loại bàn phím Bluetooth. Bàn phím Bluetooth thì rất là tiện lợi nhưng mà mình không thích lắm. Cái này hình như là cái này họ chưa đập hộp đâu, họ chưa bóc đâu.
Nhưng mà tính đây rồi. Đẹp quá. Biệt thự con mắt của ROG. Rất là đẹp. Khó nhỉ. Quá. Cái vỏ này nó còn có lớp nhung nữa. À, lớp xốp nữa. Đẹp quá. Đẹp chưa? Thật quá. Nhẹ tinh. Tuyệt vời. Quá đẹp. Âm thanh nghe thích thật. Mình cũng nghe nói là người ta hay chơi bàn phím thì họ hay build. Nhưng mình không cần, mình muốn mua dùng lại về dùng luôn chứ mình không có nhu cầu để build. Nói chung là tùy kinh tế, họ thích chơi thì họ chơi. Mình không có tiền thì mình mua lại dùng luôn thôi. Để khi tìm hiểu về bàn phím thì mới biết rằng là anh em chơi bàn phím cơ ấy, nhiều anh em họ chỉ rất nhiều tiền, có khi họ chơi cả chục triệu đồng một cái bàn phím. Kinh khủng. Nói chung là chơi môn gì, đam mê môn gì, biết môn gì thì khổ môn đấy. Cho nên mình là thực sự là mình không muốn lún sâu. Lún sâu vào nhiều chết đấy. Đúng kia lắm. Vừa rồi mình mua cái bộ máy tính ở Hà Nội Computer thì được tặng một cái bàn phím. Nhưng mà dùng đúng hết hòa hành vài tháng hỏng luôn. Thì mình tìm hiểu và biết là bàn phím cơ ấy, nó độ bền gấp rất nhiều lần so với bàn phím bình thường. Hơn nữa chất lượng cũng tốt hơn rất là nhiều. Cái này khỏi phải nói. Khi mình tìm hiểu thì cái bàn phím này ở các cửa hàng lớn thì rơi vào khoảng 3 triệu, 3 triệu 1, 3 triệu 2 và bình thường 3 triệu 4. Nhưng mà mình mua trong ngày giảm giá của bên PNC Store là 2.499.000 đồng, tức là nói chung 2.500.000 đi, cả tiền ship là 2.500.000 không quan trọng lắm. Nói chung mình vừa mua về dùng phục vụ giải trí với cả công việc. Mình làm gì báo cùng với cả làm về freelancer về nhiếp ảnh và phim nữa, cho nên là rất là cần bọn đồ công nghệ hỗ trợ. Đẹp quá. Nói chung là mua cái bộ bàn phím đắt tiền như này thì mình nghĩ là mình sẽ vệ sinh rửa tay màu trắng nữa. Thì khi dùng thì mình sẽ rửa tay sạch sẽ mình mới dùng, nhưng mà khi tay mồ hôi vẫn dùng. Nói chung là dùng những đồ đắt tiền này thì mình sẽ vệ sinh kỹ hơn, cẩn thận hơn. Đẹp quá, tuyệt vời luôn. Mình cũng tìm hiểu một số thương hiệu, một số dòng sản phẩm khác của Asus thì thực sự rất là đắt tiền. Nhưng mà đắt là có lý do.
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want to save me. Nó có tính năng như là ẩn âm thanh này, tắt màn hình này, ẩn tất cả tính năng đang cái ứng dụng đang cái phần đang hoạt động trên máy tính rất là hay. Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I can change my mind, maybe elevate. Lúc đầu thì có người khuyên mình là nên chọn những cái hãng chuyên sản xuất về bàn phím thì nó sẽ tối ưu hơn, nhưng mà thôi, mình thấy con này giảm giá được 500.000 đồng thì mình mua luôn. Nghe không làm giá sẽ là hơn 3 triệu đồng. Với lại Asus có 10 thương hiệu lớn thì mình cũng tin tưởng giá sao cả. Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, but that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night. Ủa? Sao chỉ có băng này nhỉ? Mình gọi điện lại đội kia xem nào. Sao lại không có dây đi kèm cho mình dùng thử đi. À đây rồi. Nó giấu trong này. Đây. Dây của nó đây. Nó giấu ở dưới này mình không biết. Nó dùng một đầu là một cái hệ thống dây đời mới, là một cái đầu kết nối Type-C, một đầu USB. Cũng có ký hiệu của ROG luôn. Tức là bộ này là bộ đi kèm chính hãng. Mình đã tận dụng ánh nắng chiều hoàng hôn. Nó vô tình là nó chiếu vào cái bàn làm việc của mình. Mình thấy ánh sáng buổi chiều hoàng hôn rất là nhẹ, rất là đẹp. Thế nên mình đã đặt bàn phím lên và thử quay chụp một vài kiểu thực sự rất là đẹp. Mọi người nhìn này, ánh sáng hoàng hôn lúc nào cũng là đẹp nhất. Hoàng hôn là bình minh gọi là giờ vàng trong nhiếp ảnh quay phim đấy. Thì mình vẫn đặt lên thì quay luôn, chụp luôn cho mọi người xem. Thực sự rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Lần đầu tiên trong đời mình sở hữu chiếc bàn phím đẹp như vậy.
Bây giờ là lúc lần đầu tiên mình cắm dây vào máy tính và nhìn thấy chiếc led của bàn phím hoạt động. Tức là có lúc lần đầu tiên mình cắm máy tính chính thức sử dụng chiếc bàn phím này. Rất tuyệt vời, rồi mình đã cố định tắt điện đi để xem cái led nó hoạt động trong bóng đêm như nào, thực sự rất là sáng đẹp. Và lúc này mình mới hiểu rõ tại sao người ta đặt cái hãng Asus ROG để đặt cái bàn phím tên là Moonlight, ánh trăng. Đánh hơi kém hơi đúng không? Hình như là thế đấy phải. Mình nhìn này, ánh sáng rất là đẹp. Tôi giờ mình bắt đầu thử gõ xem cái chất lượng mà kiếm trực tiếp như nào. Gõ sao thích cảm giác giả dạ, mình chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này mọi người. Mình làm nghề báo, làm content, làm nội dung, viết rất là nhiều rồi. Nhưng lần tiên mình được sử dụng một cái bàn phím cơ đúng nghĩa của nó. Rất là sướng. Cảm giác rất là tuyệt vời. Mình nghĩ bạn nào này làm content thì nên trải qua cái bàn phím cơ này, thử cái cảm giác bàn phím cơ này, gọi là trải nghiệm rất tuyệt vời. Mình một người mê đọc mê viết, rất thích viết sáng tác quả nhiếp ảnh và phim nữa, nhiều đam mê. Nói chung là ở trong cái đam mê của mình ấy, thì mình được thưởng nó, được sử dụng cái thiết bị tốt trong cái chuyên môn của mình, phục vụ công việc của mình. Thank you.
Như vậy là mình đã kết nối chiếc bàn phím ROG vào máy tính. Asus ROG vào máy tính, và bây giờ mọi người thấy là khi bật lên mình thấy là cái LED của nó cực kỳ đẹp sáng. Mình đã hiểu tại sao họ đặt tên là ánh trăng rồi. Tại vì là bàn phím màu trắng rất là đẹp, lên cái màu hơi xanh xanh một chút, giống kiểu màu ánh trăng. Rất là đẹp, rất là thích. Lần đầu tiên trong đời mình dám bỏ tiền ra để mua một cái bàn phím đắt tiền như vậy. Mình cũng nghĩ là mình sẽ mua nó đâu, chẳng qua hôm nọ là cái bàn phím của mình được tặng kèm theo máy ấy, Dario ấy, hay là Dera gì đấy. Thế là bị hỏng thì mình mới bắt đầu nghiên cứu về bàn phím. Đến lúc tìm hiểu thì mới biết rằng là trên thế giới có rất nhiều người chơi bàn phím và rất nhiều hãng khác nhau, và rất nhiều dòng đắt tiền. Cảm nhận của mình về chiếc bàn phím này thì là thiết kế rất hiện đại, đẹp, sang trọng. Nói chung là vỏ nhôm, khung bằng nhôm, mình cảm thấy rất là mát tay, rất thoải mái. Bàn phím cơ, đây là cơ, bàn phím cơ xịn, xịn đối với mình. Sau đây mình thấy rằng là gõ rất là sướng, và có cái âm thanh rất là thích. Và hôm nay thì mình đã sử dụng chiếc đèn Siru để quay sản phẩm, quay thử cái đèn này. Rất đẹp. Hôm nọ thì ánh hoàng hôn buổi chiều nó chiếu vào phòng mình, thì có một cái tia nắng rất là nhỏ, tia nắng màu hoàng hôn nhẹ thôi. Thế là mình tranh thủ mình đặt ra, mình chụp quay vài kiểu. Rất đẹp, đi nữa mình sẽ đem lên video. Bây mình sẽ thử gõ cho mọi người xem nhá, để nghe âm thanh nhá. Mình sẽ dùng chiếc microphone này để thu âm, nghe xem là cái chất lượng. Tôi nhìn tài liệu rồi đây rồi. Cho bạn nghe cái âm thanh. Cái bàn phím màu trắng nên là mình đã rửa tay rất là sạch để không làm bẩn cái bàn phím. Mọi khi thì mình mồ hôi một chút thì mình cũng dùng. Nhưng bây giờ trước khi dùng cái này mình phải rửa tay rất sạch thì mình dám dùng. Nghe nhá. À, bắt đầu thu âm rồi. Này. Mình sẽ tắt ghi âm. Rồi. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ dùng nó để chơi game thử xem. Mình rất thích chơi game PUBG Mobile, PUBG PC. Mình chưa review quay sản phẩm, nói chung là mình chỉ quay cho mọi người biết những cái mà mọi người vẫn cần quan tâm về hình dáng, giá cả cũng như là cái LED của nó màu như nào. Mình nghĩ rất nhiều người tìm hiểu sâu thì muốn tìm hiểu sâu thì có thể tra trên các trang web của hãng, các cửa hàng đại lý thì người ta có bài viết chi tiết rồi. Đơn giản thì mình thấy đẹp và biết là nó xịn thì mình mua một cái thương hiệu. Tiếp theo đó là cái thương hiệu nổi tiếng thì mình tin tưởng thế thôi. Cứ còn rất nhiều anh em khuyên mình là nên mua các hãng chuyên sản xuất về bàn phím. Mình chẳng quan tâm lắm, thấy đẹp thì mua thôi. Ok, chào mọi người.
started facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happening.